với lại em do là em thấp á, em người em thấp cho nên em muốn cải thiện cho con em sau này. Nếu như mà có duyên thì nếu như mà được thì cao hơn 1m65 thì càng tốt. Em đang là cao 1m65. Cao 1m65 à? À. Nhưng mà em muốn cải thiện cho con em. Em muốn cao hơn 1m65 thì cái đó cũng không phải là quá cao, đúng không? À, ok. Sau khi mình thống nhất quan điểm thì chị em mình sẽ bắt đầu tia đối tượng. Chúng ta sẽ có 3 cơ hội để em tìm người mà em muốn chủ động làm quen luôn. Nhưng mà chị đang nghĩ là nếu như mà em muốn đối tượng của mình là phải là những người thành đạt thì mình dựa trên cái ngoại hình, dựa trên cái cách đi thì mình cũng có thể đoán được. Thì đó là mình pass qua mấy bạn mà trẻ trẻ quá, đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Ủa nhưng mà em muốn tuổi sao? Lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Em nghĩ là lớn em tầm độ 2-3 tuổi trở lên. Có vậy là trẻ. Em sinh năm 98 mà 96, 95. Cái đó vẫn là trẻ hơn cái tầm của chị luôn á. Chị cảm thấy yên tâm, em chị với em mình không có giành nhau. Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Cho mình công cụ. Rồi, cảm ơn biên tập. Đây ha. Ê, nếu mà người nước ngoài được không? Để mình vô đứng lên đi. Ê, 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 có anh nước ngoài, đó. Từ từ từ, Starbucks bước ra nè. Đâu rồi? Đó, 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 đó. Anh nhìn hơi chuẩn ha. Anh này cũng hơi chuẩn, nhưng mà nhìn đẹp quá, body đẹp quá. Được, không biết sao anh giao tiếp cũng được. Chị ở trên, ở trên Starbucks thử đó chị. Ở trên, đó hả? Anh đó hả? Tính là có. Đang ngồi đang làm việc kìa. Thấy được không vậy? Cái đây phải không? Anh hơi lớn nha chị ơi. Lớn, 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 hoài, hoài, hoài. Đâu không hỏi. Kỳ cục luôn. Ê, đem mất kiến được. Đúng cái đó, ngồi một mình. Đúng rồi, đó. Xỉu. Phải nước ngoài không? Không biết, để là hỏi thử nha. Chị thử lại chị hỏi giùm em nha. Để coi ảnh có người Việt Nam không? Có bạn gái hoặc là có gia đình chưa? Nếu như mà có rồi, em mất một cơ hội nha. Được không, chị không? Thử nha. Chị thấy nãy giờ xứng đáng mất một cơ hội đó. Ok. Anh nói được tiếng Việt không? I speak Vietnamese. Okay. So, can I speak to you a little? How long? 5 minutes. Where am I going to come out on? No, I prefer not to. I prefer not to. You don't want to? Yeah. Oh, okay, it's okay. I don't want to be on television. Yeah. Okay, so sorry for bothering no you. Problem, okay, problem. Goodbye. Người Việt Nam. Thứ hai là ảnh không muốn tham gia vô chương trình, ảnh không muốn xuất hiện trên TV. Nên cơ hội đầu tiên của em đã fail. Hơi vù một xíu. Ủa mà ảnh đẹp thiệt. Ảnh đẹp thiệt. Thôi quên đi ha. Thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ tìm tiếp nha. Hy vọng là sẽ gặp chúng người Việt Nam nha. Đi. Dạ, khởi lên. Thấy hình như toàn mấy chú không à? Dạ hả? Tì. Hai chú. Ba chú. Chú không à? Chú. Không được đâu chị ơi. Được. Rồi. Có một anh đang đứng nghe điện thoại. Cũng được đó chị. Ờ, cũng được quá ha. Chắc là đang đợi xe. Nhưng mà em muốn có vợ rồi anh. Tại anh hơi chững chạc quá. Tiêu rồi.
đi qua bên kia. Kêu rồi. Anh đi đâu mất kêu rồi. Bị xe che rồi. Thôi quay quay quay. Đây đây đây, đứng đây đi. Rồi. Bây giờ anh có râu được không chị? Cái anh có râu à? Anh áo trắng đúng không? Anh áo trắng đi. Chỗ không? Đó, người có vẻ to cao. Anh đang cúi cúi đầu, anh tóc húi cua. Chắc anh nói đùa chị. Liều nhiều đi. Liều nha. Một lần nữa mà fail nữa là không biết sao á. Rồi, ok. Nhìn đi nha. Đứng đây chờ nha. Nhắn lên chị ơi. Em nói chuyện với anh xíu được không ạ? Anh có nói tiếng Việt không? Anh biết nói tiếng Việt. Yeah. Em đang quay một chương trình truyền hình á, anh có muốn tham gia, anh có đồng ý tham gia không ạ? Sorry anh không có tham gia được. Sorry anh không có tham gia được. Anh không thích hả? Không. Anh chưa biết chương trình gì mà. Không có tham gia được. Anh bận công việc nên anh cũng không có thời gian để anh tham gia. Vậy hả? Thôi vậy cho em hỏi một câu thôi. Okay. Anh có vợ chưa? Anh chưa có gia đình. Anh chưa có gia đình, anh chưa có bà gái luôn. Anh chưa. Vậy anh không, anh sợ, anh từ chối, anh lỡ mất một cơ hội sao? Không sao. Anh không thích bây giờ công việc anh quan trọng hơn, nên anh hơi bận. Mà bé này rất đẹp luôn, mà bé đứng từ xa, bé nhìn thấy anh, bé cử em tới làm quen với anh, em nói thiệt mà. Đây là chương trình mai mối cùng người lạ. Mà bây giờ bé đứng ở từ xa, bé thấy, bé thích anh. Em có một cái lời nhắn gửi của bé đó trong điện thoại luôn. Nếu anh đồng ý thì em gửi anh nghe thử. Hello, chào anh. Chắc là anh chưa biết mặt em đâu, nhưng mà em là em đã thấy mặt anh rồi. Thôi thì bây giờ anh muốn biết em là ai á thì anh đi tìm em nha. Nhưng mà để em hát cho anh một câu hát thể hiện bây giờ em đang suy nghĩ gì hen. Ok. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Có lẽ hơn cả yêu. Wow. Bạn này hát hay quá. Bạn này hát hay quá. Thứ nhất là anh chưa nghĩ đến cái chuyện mà hẹn hò với ai á, nên chắc là để khi nào có một cái cơ hội gì khác. Cảm ơn em. Dạ rồi, vậy thôi à. Cảm ơn anh. Dạ. Dùng hết cách luôn á. Không chịu tham gia. Không chịu tham gia mà còn độc thân luôn. Sao em nghĩ gì? Em nghĩ là em sẽ qua trực tiếp luôn. Được đó, được không? Được không? Sau khoảng thời gian tìm kiếm thì em vẫn thống nhất là thích cái anh thứ hai đúng không? Dạ thì em thích là có nghĩa là em nghĩ anh hợp với em. Vậy thì bây giờ nếu như mà em đồng ý là mình bỏ qua luôn cái cơ hội thứ ba, mình không tìm người thứ ba nữa, mình sẽ tận dụng cái điều đó. Bởi vì chương trình sẽ phá luật cho em là em trực tiếp tiếp cận với ảnh, hỏi coi là ảnh có muốn tham gia và tìm hiểu chương trình này không, thì coi như là em sẽ không có tìm người thứ ba nữa, em hiểu không? Và em cũng có nguy cơ là anh từ chối thì là xong luôn. Ok chị em nghĩ là em sẽ mua một ly nước. Ừ, có kế hoạch bài bản liền, mua ly nước lại ngồi đó.
được hay không mà mất tiền ly nước. Nông rồi đúng hả? Ừ. Kìa, quê quá. Quê quá. Chị cũng quê nữa. Sao hả? Chẳng về. Đi về luôn rồi. Thịnh, hai chị em mình sáng giờ cũng fail lắm luôn. Coi như là cái duyên nó không tới giống như sáng giờ chị mình nói đúng không? Dạ. Ồ, coi như duyên mà tự sắp xếp ra vậy nó không tới. Nên chương trình thật sự thì cũng đã có sắp xếp cho em một đối tượng. Wow, nhà trai có Trinh đây rồi. Hello em, chị là Miko Lan Trinh. Em tên gì? Tên là Nguyễn Quang Tuấn ạ. Nguyễn Quang Tuấn, bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. 29, ô em người Bắc à? Dạ em Hải Phòng chị. Người Hải Phòng, 29 tuổi là sinh năm bao nhiêu ta? Dạ, 1992 chị. À, sinh năm 92, tuổi con khỉ. Dạ. Rồi, đang làm công việc gì? Dạ, em có nhiều công việc, chị muốn hỏi công việc nào? Công việc hết luôn, kể hết luôn. Tại vì nhân vật nhà nữ bên kia cũng nhiều công việc. Mà toàn oách thôi. Em làm việc gì? Ngày xưa là em làm cắt tóc, bây giờ em vẫn làm cắt tóc. Bây giờ gọi là barber. Em làm tóc nữ, không tóc nam. À, làm cắt tóc nữ. Dạ, tạo mẫu tóc. Wow, cái gì nữa? Buổi tối em có làm thêm DJ. Wow. Bên kia buổi tối đi hát. Đi hát luôn à? Ba ngày đi học. Có một cái shop. Công việc vất vả quá. Vậy chị cũng thắc mắc nha. Ở trên người em có những cái hình xăm vậy nè. Cái này là squat phải không? Là tên cái cửa hàng đầu tiên của em. Hồi đó cũng có cửa hàng. Đã, nhưng mà em sập tiệm rồi. Em đóng cửa rồi. Họ không biết là trên người có hình xăm người yêu cũ này nọ không? Tôi biết những thứ hay. Nghi lắm. Ủa vậy là có hả? Có một cái. Nếu như mà bạn gái lần này mà yêu nhiều quá thì em có sẵn sàng xăm tên người ta lên người không? Thôi em hết tuổi rồi chị ạ. Hết tuổi hay hết chỗ? Tại vì em đang chuẩn bị đi xóa xăm rồi. À vậy hả? Đã. Em sẽ... Không, em xóa ngoài nó không phải thành người yêu cũ đứng bên. Ủa sao kỳ vậy? Em chỉ còn yêu nè. Không phải còn yêu mà là... Em xóa bên ngoài em đi làm nó dễ. Mấy cả con gái là thích con trai không xăm mình. Chị ủng hộ em. Đã. Cái đó cũng là một cái quyết định quan trọng. Dạ. Cuộc đời mình thì coi như là mình thay đổi cái ngoại hình, dù là cái hình xăm này không có nói lên được điều gì hết, nhưng mà có thể là cũng tạo thiện cảm được đối với một số nó người, dễ tán gái hơn à? Không, dễ bắt mắt hơn trong lòng con gái. Nói chuyện tí nữa là phải lịch sự nhẹ nhàng khi mà gặp đối tượng. Bây giờ chị sẽ để không gian cho hai bạn gặp nhau. Dạ. Sau đó là sẽ có 10 phút để các em tìm hiểu nha. Rồi quan trọng là cái lúc mà đó muốn tấn công người ta có chịu hay không, là cậu phải cố gắng hết sức. Chứ nếu như mà vỗ bả qua mất cái cơ hội này là tiêu nha không? Dạ. Hai cô cậu không ai được mở bịt mắt ra nha. Đây cái ghế rồi ngồi xuống. Không được mở bịt mắt nha. Rồi. Đó. Bây giờ mình thử cảm nhau nha. Bây giờ đang ngồi rất là gần rồi. Lên đây. Móc méo đi ha. Một ngón tay. Móc méo. Thử coi. Tay mềm chứ chị ạ. Mình cảm xúc của Tuấn sao? Nó hơi tâm lý vậy ạ. Em thấy sao Thịnh? Dạ, em nghe giọng chắc là anh người Nam đúng không? Anh Hải Phòng, miền Bắc em ạ. Vậy hồi nãy em nghe không rõ lắm. Bây giờ thử nha. Còn lấy cái tay còn lại, thử rờ tóc của anh thử coi là có thích cái kiểu này không nha. Thấy rõ nữa chị. Cái tóc này là tóc kiểu nào? Nó không phải là kiểu húi cua phải không? Dạ, hình như vậy. Rồi, bây giờ Tuấn thử rờ tóc của Thịnh coi. Nhẹ thôi, rờ đầu người ta mà. Tóc dài thật kìa. Tóc khỏe luôn chị ạ, không khô sơ. Ở nhà em chăm sóc tóc bằng dầu gội gì đấy em? Rồi, bây giờ mở bịt mắt ra được chưa nè? Dạ, được.
Ok. Chào anh. 10 phút của hai bạn bắt đầu nha. Bắt đầu chưa chị? Đúng rồi, bắt được chuyện đi em. Lần đầu tiên là. Hello anh. Em tên gì? Em tên Thịnh. À, tên đẹp không em? Nên lữ tính. Giống trai đúng không? Không, nữ tính, tên nữ tính. Nữ tính hả? À. À, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 22, em sinh năm 98 á. Ồ, à, lớn quá, à không, nhỏ quá. Còn anh? Anh 92, anh 29. À, anh 92 hả? Ờ. À. Bây giờ anh đang làm cái gì? Anh đang làm cắt tóc, mà tối làm thêm DJ thôi. DJ á hả? Ờ. À. Anh thấy em có giống như cái hình tượng anh suy nghĩ không? Có, mà cá tính hơn, xinh gái hơn. Cá tính hơn à? Em ăn sáng chưa? Em ăn sáng rồi. À, tới mình mới quen mà. Anh hỏi từ đầu câu chuyện chứ. Không, em không biết nói gì đâu. À, em có Facebook không? Có. À, em ăn thức quen được tại vì anh không có wifi. Ok. À. Em sẽ 3G, anh yên tâm. À. Ờ, đúng rồi đấy. Em thấy nãy giờ rồi mà em không biết phải không? Hello. Hello chị. Thấy 10 phút mà có vẻ nói được nhiều. Đây, mời hai cưng đứng lên nha. Phút giây quan trọng đã tới. Bây giờ chị thấy hình như cũng có ép Facebook nhau. Có chứ, phải liên lạc mê ấy được chứ chị. À, ấy gì, lỡ hôm nay người ta không chịu là xong luôn. Cái đó là phải sự cố gắng của em ngay trong phút đầu. Bây giờ chị hỏi nha. À, Thịnh nè, em nghĩ gì nếu như mà người bạn trai của em có hình xăm tên người yêu cũ? Dạ em thấy thấy sao cứ nói thoải mái. Em không ổn. Không ổn đúng không? Dạ. Em muốn anh xóa đúng không? Em sẽ muốn anh xóa. Dạ thì tất nhiên rồi. Ừ. Còn nếu anh không xóa thì thật ra cũng còn tùy nữa. Nếu như mà đó là một ký ức đẹp với anh. Yeah. Wow. Thực ra là ai đi trong cuộc đời mình cũng đều đẹp hết à. Nên mình không hối hận ai cả. Bây giờ em đến thì nó vẫn đẹp thôi à. Ok. Tích cực vậy. Nếu như mà em muốn, em có nghĩ là em rất muốn xóa không? Nếu như mà em làm vợ thì em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Còn nếu như mà em là bạn gái thì nó có thể sẽ thay đổi. Anh cũng sẽ có, đôi khi sẽ có những người bạn gái khác chẳng hạn như vậy. Ồ. Thì em sẽ không có quyền và không có cái... Nói cứ như là không chuẩn bị, không đồng ý. Không phải như vậy. Mới ý là... nhiều. Không phải, ý là em nói là chỉ có khi là mất làm vợ. Ví dụ em cũng có xăm đi. Ví dụ em có xăm tên bạn trai cũ ví dụ thôi. À, thì chồng của em mới có quyền cho em xóa cái hình đó. Còn với như bạn trai thì em nghĩ... Chưa được. Ok. Em cứ nghĩ là nếu như mà em lấy vợ thì em sẽ xóa cái hình đó không? Nếu vợ em muốn. À, để em hỏi lại người yêu cũ. Tôi nghĩ chắc dễ fail quá à. Nói thiệt chứ không có giỡn nha. Không nói đùa, tại vì thực sự là xóa hay không thì em không muốn xóa. Em chỉ muốn xóa cái bên ngoài thôi, còn bên trong mà cái quá khứ của mình thì em không xóa. Kể cả các bạn gái với cái ví dụ như là vợ sắp cưới chẳng hạn, anh có xăm thêm cô ấy thì vẫn để nguyên đấy. Anh định xăm cái bên dấu phẩy hay sao? Không, tại vì bên cạnh nghĩa của em nó kín rồi, không thể xăm được. Em phải xăm ở chỗ khác. Ok. Rồi qua một câu, bây giờ cái câu thứ hai là nếu mà bây giờ bạn gái của em đang gặp khó khăn, cần em quan tâm tới vấn đề tài chính của cổ, thì em có sẵn sàng làm chuyện đó hay không? Dạ, em bán nhà bán xe được. Xóa bán xe luôn. Xóa hình thì không chịu mà bán nhà bán xe thì chơi luôn. Nhưng mà em thấy bán nhà bán xe nó cũng tội với anh quá à. Cái đó là cái tấm lòng. Anh chỉ ra ở đường không sao hả? Ngoài đường. Ồ. Không quét qua em ở nè nếu như vậy. Ủa, vậy nói sơ em có nhà có xe chưa? Chưa. Ủa vậy hả? Tại vì đây là mình đang ví dụ mà, thì em cũng ví dụ mà. À, okay. Nó thoải mái. Có nghĩa là ví dụ là em có cái gì là em sẽ đưa hết cho người ta. Bạn bè em giúp được thì ai cũng giúp được. Ok. Bây giờ xin mời hai bạn hãy quay lưng về phía nhau. Chúng ta sẽ có thêm 3 giây để suy nghĩ. Sau 3 giây này nếu bạn nào muốn
nhận bông hồng từ tay Trinh để ngỏ lời mong muốn tìm hiểu đối phương thì hãy lấy bông hồng. Còn người còn lại thì đồng ý hay không cũng là sự lựa chọn của các bạn. Do đó hãy lắng nghe tiếng nói của con tim của mình. Thì bây giờ anh vẫn tặng bông hồng cho em để anh muốn lấy một cơ hội. Đó, một cơ hội để làm để tìm hiểu nhau ấy. Mà nếu em đồng ý thì em có thể lấy bông hồng, còn nếu mà không thì không sao. Anh chỉ buồn thôi. Tùy em mà. Tùy em hả? Tùy em. Em nghĩ chắc bây giờ chưa phải lúc. Chắc là mình sẽ hẹn nhau về một dịp khác. Nghe là em từ chối không nhận bông hồng lúc này đúng không? Ok, vậy thôi hai bạn trao nhau một cái nắm tay, một cái bắt tay đi. Trời ơi, bông hồng của tôi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn Quang Tuấn và bạn Phúc Thịnh rất là nhiều.